Xin cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Hôm nay thì Đồ Nhật Thanh Huyền xin được giới thiệu tới mọi người một cái con nồi cơm mà giá rất là mềm mẻo dẻo, chỉ có 800.000 đồng thôi các bác ạ. Đó, ngoài những cái dòng cao cấp ra thì shop cũng có bán những cái dòng bình dân như thế này các bác nhé. Tuy nói là bình dân nhưng mà cơm vẫn ngon nha. Vì nó vẫn là cao tần này, vẫn có chế độ cao tần, nấu cơm thường, nấu cơm cứng, mềm dẻo đều có hết luôn á. Nhất là cái dòng Mitsubishi này. Đó, chúng ta xem này. Giá chỉ có 800.000 đồng nhưng mà được cái lòng nồi cũng rất là ưng ý rồi. Đó, không bị xước xát quá nhiều luôn. Rang như thế này. Đó, rất là bóng bẩy đúng không ạ? Con này thì phải cắm qua đổi nguồn 20A các bác nhé. Mọi chi tiết xin mời các bác liên hệ qua số điện thoại 0936811346 hoặc 0901218555. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau của shop.